Xin chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog ở Mỹ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay là một ngày hết sức là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt đối với Jason, bởi vì hôm nay là sinh nhật tròn 40 tuổi của Jason. Big đã chuẩn bị cho Jason một món quà nho nhỏ rồi đây. Để Big sẽ ra phỏng vấn Jason xem là cảm nghĩ thế nào khi đã tròn 40 tuổi nha. Birthday boy đây mọi người ơi. Xin chào. Should feel older, but I feel young still. I mean, you play game, video game every day, so. No, I meant still look pretty young. Mọi người ơi, hai vợ chồng biết là đang vội đi tới chỗ nhà hàng bởi vì đã đặt chỗ để mừng sinh nhật Jason rồi. Đặt hơi sớm, đặt lúc 4, 5 giờ. Bây giờ hai vợ chồng định đang vội đi tới bởi vì bây giờ đã là 4:45 rồi. Thì tẹo nữa khi mà tới nhà hàng thì Bích sẽ quay tiếp cho mọi người coi, bởi vì ở nhà thì chưa có thời gian để mở quà, thế nên là Bích đã mang túi quà đến chỗ nhà hàng để tẹo nữa lúc ngồi đợi đồ ăn thì hai vợ chồng Bích sẽ mở ra. Đây, đây là nhà hàng đây đây mọi người ơi, Birthday Boy đã chọn nhà hàng này. Ok, thì hai vợ chồng Bích sẽ chụp một kiểu ảnh để làm kỷ niệm đã. Đây là phía trong của nhà hàng đây. Awesome, thank you so much. Chỗ nhà hàng này khá là dễ thương mọi người ạ. Nhưng mà hơi tối một chút xíu, thế nên là khả năng cao là chất lượng video ngày hôm nay sẽ không được ok cho lắm. Nhưng mà biết làm sao được. Ở đây họ bật nhạc cũng hơi to nữa, thế nên là khi mà làm video có lẽ là mình sẽ phải chèn nhạc vào để lấn được cái nhạc của họ. Đây là menu của họ, appetizer này. Nhà hàng này thì Big chưa có đi tới lần nào. Đây là nhà hàng mà Jason chọn. Không biết là Jason đã đi tới đây ăn thử bao giờ chưa. Đồ ăn ở đây thì để Big coi nào. Appetizer, những cái món ăn mà đem ra trước khi món ăn chính á, thì thường là dao động khoảng từ 10 cho đến 20 đô. Còn món ăn chính thì sẽ mắc hơn chút xíu, từ 30 cho tới 70 chục đô cũng có. Để mình sẽ coi là hỏi Jason xem là Jason đã ăn ở đây bao giờ chưa nha. Did you eat here before, babe? Yep, with you. Yeah, me and you went here. Wait, I don't remember. I think when I got my new job or something. We did? Yeah. Wow, Jason kêu là hai vợ chồng Bích đã đi tới đây ăn rồi mà sao Bích không nhớ một tí nào luôn á. Sao nhìn trông chỗ này chẳng quen tí nào. What do you think, babe? Thinking about getting a steak and a side of lobster. They have two seafood towers. Lobster, shrimp, salad, oysters, shrimp, Alaska king crab leg. Did you see that? On the top of the menu right here. That'd be too crazy though. Too crazy? I'm thinking about getting that prime ribeye and a lobster. And then you could get different presentations. There's a truffle butter one and or like mushroom and onion. Well, the truffle butter, maybe that's a good one. No, I was thinking about that. Yeah. I also like mushroom and onion, so. Hey, we always yeah, that's have true. Mushroom and onion. That's so typical. Maybe I should go with the Oscar style. Unless I get steak and a half pound of king crab. Sound pretty good. Do they have it here? Ở đây thì chủ yếu là họ cũng giống như những cái nhà hàng Mỹ khác thì sẽ phục vụ steak là thịt bò với cả kiểu như là đồ seafood như là king crab này, lobster. Ngày hôm qua thì hai vợ chồng Big đã ăn lobster rồi. Bởi vì Big đi ra chợ châu Á thì mua được hai con lobster sống luôn. Rẻ lắm mọi người ạ, có mỗi 32 đồng hai con, tầm 3 pound. 3 pound thì hai con đấy là khá là nhỏ chứ không phải là to.
really, the lobster, I bought pretty small though. I feel like. I'm gonna try it. It's bigger than the lobster here. This one's only 6 ounces. Jason là sẽ định tiếp tục order steak với cả lobster. Lobster here thì nhỏ, lobster đây thì nhỏ hơn là so với cả lobster Big Bua ngày hôm qua. Ngày hôm qua là Big Bua hai con là hơn 3 pound, cũng phải gần 4 pound đâu. Ở đây thì có mỗi bao nhiêu? How big? Oh, ở đây có mỗi 6 ounce nè, khá là nhỏ. Và ngày hôm qua là Big Bua sống, thế nên là ăn được cả thịt ở càng này, cả ở đuôi. Còn đây thì là chỉ họ chỉ là sử dụng cái phần đuôi thôi á. What do you want to order, babe? So for appetizer, you want oyster? Yeah, oysters and calamari. Calamari, okay. And what do you order for dinner? The 20-ounce prime ribeye, king crab, the garlic mashed potatoes, and asparagus. Sorry. Okay, either go big or go home, so... Big birthday. Yeah, at 40, I think I finally earned the right. Ngày hôm nay là Jason là sinh nhật 40 tuổi, thế nên là chơi lớn luôn. Ngày hôm trước là Jason cũng nhận được tiền thưởng Tết, thưởng Tết với cả thưởng Giáng sinh của công ty á. Thế nên là hai vợ chồng mới sẽ sử dụng tiền đó để trả cho bữa ăn ngày hôm nay luôn. Coi như là go big or go home. Mọi người ơi, tới giờ bóc quà rồi. Big sẽ tặng Jason, có một số món quà tặng Jason. Okay. Here we go, babe. Happy birthday. Thanks, babe. Birthday boy. Nice. You really wrapped this nice. I spent like 10 seconds to wrap it. I knew it. That would have been my guess. Thank you, babe. What is that, babe? Big Bua cho... Yes. Big Bua cho Jason. The first clone that I wore for like 2 decades and got the most compliments. And now that's, running out. Uh-huh. That's also the perfume I cologne I really like too. Big Bua cho... Come on, babe. You can give that to me. Big, đây là loại nước hoa mà Big với cả hai vợ chồng Big cực kỳ thích luôn. Đây là loại khi mà Big gặp Jason lần đầu tiên là Jason sử dụng nước hoa, loại nước hoa này. Và Big cực kỳ mê cái mùi đấy. Thế nên là ngày hôm nay là Big mua tặng cho Jason bởi vì nước hoa này của Jason dùng là hết sạch rồi. Và nhân thể là đang dịp Giáng sinh là nó cũng đang được sale nữa. Thế nên là Big đã mua tặng Jason. Còn đây, còn một hộp nữa, chưa hết. Happy birthday, babe. 40 tuổi. Đây là một món quà khác mà Big đã đặt cho Jason. I thought it was upside down or something. Babe, it's a good card. It's got a golden on it. Okay. Đây là tấm thiệp mà Big đã mua cho Jason. Cái này là hơi đặc biệt hơn một chút xíu, biết là đặt hàng để người ta làm cho á. Pretty cool, babe. That's it for you when you go to Florida. That's your friend now. You have to use it every day from now on. Bones pack fishing. Hey, Big mua tặng Jason cái này là logo, sẽ là logo từ giờ trở về sau. Big sẽ chụp ảnh để cho mọi người dễ nhìn á. Ở đây hơi khó nhìn bởi vì nó tối quá. Now you have to use it every day, babe.
Đây là một cái cốc giữ nhiệt của Yeti á, khá là xịn đó mọi người ạ. Kiểu như là Yeti này là cái hãng chuyên sản xuất mấy cái kiểu dạng cốc giữ nhiệt như thế này, rất là tốt. Now we're just gonna get a boat and get the dogs on there. Yes. Bởi vì Jason thích câu cá, thế nên là Big đã đặt người ta là làm logo hình câu cá này, xong rồi tên của Jason, Big sẽ chụp ảnh và để ở trong trên video cho mọi người dễ nhìn, bởi vì ở đây khá là tối. Đồ ăn tới rồi mọi người ơi. Thank you. You're welcome. This one is calamari. Thank you. Enjoy. Đồ ăn đã tới nơi rồi. Đây là appetizer mọi người ạ. Hai vợ chồng Big order oyster này, món ăn cực kỳ yêu thích của Jason, thế nên Jason đã order. Còn đây là món mực tẩm bột mọi người ạ, xong họ chiên lên, ở tiếng Anh là calamari. Happy birthday. Happy birthday to me. How is that? Is that better than the one we bought? Oh, really? Wow. Mình sẽ thử một con oyster xem là nó có tươi ngon không nha. Thấy Jason rất là khen. What kind of sauce is that? Oh, I think I'm going to stick with this one. Sefer. Oh, thank you. Oh, I think I have to squeeze some lemon. Okay. I like both the sauces. You should try them. I can't decide which one I want for my final. Oh, in nước sốt vào mọi người ơi. Mời mọi người nha. Hả? I might just do a little bit of both. Yeah. Good. Tastes like the ones I bought from the supermarket. Yeah, either better. I feel like it's even better, right? Very close. Yeah, very close. Có thể nói là ngon ngang với cả cái loại oyster mà hai vợ cái loại hàu mà hai vợ chồng Bích mua cái đợt sinh nhật của Bích á. Rất là ngon, rất là tươi. Okay, let's try the calamari. Two of both the sauces. Sếp ham. Okay. Jason kêu là Big thử bởi vì họ có hai loại sauce. Một loại sauce thì là tương kiểu như dạng như là tương cá. Thì Jason kêu là phải trộn hai cái loại sauce này với nhau ăn khá là ngon á. Bây giờ mình sẽ thử coi sao nhá. How is everything over here? Really good. Thank you. I don't know, I think I like the one. Yeah, the red one better. Mình không thích cái loại sauce kia cho lắm. Cái loại tương cà có vẻ ngon hơn. See, the red one's good for that too. You can try this. It is soft for it. I don't know what kind of sauce it is. I think it's like an avocado. Big sẽ thử cái món đây là mực đúng không nhỉ? Đúng rồi, mực. Mực chiên của họ coi như sao mọi người. Đây là cái loại sauce mà họ đã chuẩn bị sẵn này. Pretty unique. I don't know what kind of sauce they have, but it's pretty good. Avocado, I think. Avocado? That's like avocado. Wow, mình không biết là cái loại sauce đấy họ làm như thế nào, nhưng mà ăn rất là béo ngậy luôn á. Rất là thơm, thơm cái mùi hop á, mùi thảo dược. How do you like it?
đây. Ok, đã xử lý gần xong cái món oyster rồi. Còn đây, món này cũng rất là ngon mọi người ạ. Họ làm đặc biệt cái nước sốt này cực kỳ béo ngậy luôn. I decided like, not to do anything. Maybe, I don't know when it should start to work out again. Do you think? I don't know, I'm getting really lazy. Yeah, you don't, if you wait too much longer, then you're going to be screwed. I really like this sauce. I don't know if it's avocado or not. Maybe a little bit. Tastes good. Món chính của ngày hôm nay đã ra rồi đây mọi người ơi. Thảo vừa mới mang tới. Thì Bích sẽ quay cho mọi người coi là hai vợ chồng Bích đã ăn món gì nha. Đây là món của Jason. Jason là có tô à có cái gì nhỉ? Cái càng cua này với cả steak này. That good. So juicy. You want to try it? Not good. Maybe later, maybe later. Còn đây là đồ ăn của Bích mọi người ạ. Đây. Đây là asparagus này, nấm này. Và đây có steak. Phần phía trên thì là cua. Họ đã gỡ ra cho trước cho mình. Okay. Hai vợ chồng Bích mời mọi người ăn tối. Ăn mừng sinh nhật Jason cùng hai vợ chồng Bích nha. Đây là miếng thịt bò mà họ làm. Wow, coi như là on point luôn á. Rất là ngon. Bích thích cái kiểu medium rare như thế này thì ăn nó sẽ không bị khô. Và hình như đây là truffle butter. I think this is truffle butter, right? Yeah. À, đây là loại truffle butter, rất là ngon. Yummy, yummy. How your king crab? Oh, thanks babe. Jason chia sẻ cho mình biết một miếng king crab. How is that? Good. Well worth it. Yes. Ngày hôm qua thì Bích đã mua cho Jason lobster rồi. Ngày hôm nay thì đặt king crab coi như là đủ bộ luôn. Cả tôm cả cua. They say yesterday you have lobster and today you have king crab. So mission completed. Amen. Mình sẽ ăn thử thịt bò mọi người. Thịt bò xong rồi mình để một chút truffle butter on top á. Xem nha. Rất là mềm luôn á. Ăn ngon lắm mọi người ạ. Rất là good. You want to try and buy my steak? No problem. It's a little Thank you so much. Thank you. Wow. Đây là chiếc bánh miễn phí mà họ đã tặng cho mình. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Jason. Wow. Do you want to tell me what you wish? I think you know. I know. Yeah, that's okay. Yeah. Okay, let's dig in. How are you doing? Pretty good. Okay. It's good for flourless. Oh, yeah. It's almost like a fudge.
cái bánh sinh nhật của Jason coi sao. Nó rất là mịn, nó ăn giống dạng mousse mọi người. Chocolate mousse. Okay. Chồng Bích vừa về tới nhà mọi người ạ. Jason thì đã dắt mấy bé cún đi ra ngoài rồi. Còn bây giờ thì Bích muốn quay lại cho mọi người coi là Bích đã tặng Jason quà gì nha. Bởi vì lúc nãy ở chỗ nhà hàng là khá là tối á, nên là không nhìn thấy rõ. Đặc biệt là chiếc cốc mà Bích đã đặt riêng cho Jason thì lại mọi người lại không nhìn thấy được. Đây là chiếc cốc mà Bích đã đặt cho Jason của Yeti. Đằng sau thì là có biểu tượng là một con cá. Bởi vì Jason cực kỳ thích đi câu cá, thế nên là Bích đã đặt chiếc cốc có biểu tượng hình con cá này. Sau ở phía bên này thì họ in ở đây là Bones Peck Fishing. Bones Peck Fishing, Bích sẽ để cái caption để cái subtitle ở dưới. Thì đó là cái tên mà Jason kiểu như là cái nhãn hiệu hay là cái gì, kiểu như Jason có chơi TikTok thì đó là cái tên mà Jason đặt cho cái TikTok của Jason á. Ở đây dưới này thì là Jason and the dogs, có tên của Jason và mấy bé cún này. Thì đây là Bích đặt cho Jason để mỗi lần đi câu cá thì Jason có thể mang chiếc cốc này đi theo. Cái cốc này giữ nhiệt rất là tốt luôn á. Ngày sinh nhật ngày hôm nay của Jason thì đơn giản vậy thôi mọi người à. Hai vợ chồng Bích cũng chỉ đi ăn xong rồi Bích tặng cho Jason hai món quà như vậy thôi. Thực ra là món quà lớn nhất và giá trị nhất thì đã tặng rồi mọi người ạ. Cách đây mấy tuần là hai vợ chồng Bích đã đi xuống Florida để đi câu cá. Và chuyến câu cá đó thì cực kỳ tốn kém. Coi như đó là món quà lớn mà Bích tặng cho Jason nhân tuổi sinh nhật 40. Coi như là 40 tuổi cũng là một cái sinh nhật khá là lớn. Qua mốc tuổi 40 là cũng nó giống như là một cái mốc đánh dấu khá là quan trọng. Thì chuyến đi câu cá đó là món quà lớn mà Bích tặng cho Jason. Còn ngày hôm nay thì cũng hai vợ chồng Bích thì cũng chỉ tổ chức đơn giản như vậy thôi, cũng chỉ đi ăn thôi mọi người ạ. Video của ngày hôm nay thì cũng đã dài. Bích quên mất. Những cái video về chuyến đi Florida thì Bích sẽ post vào tầm độ khoảng tháng 1 năm 2023 thì Bích sẽ bắt đầu đăng những cái video đó lên. Bởi vì cái thứ nhất là Bích không muốn là cho mọi người biết là hai vợ chồng Bích cái thời điểm đó kiểu như là đi xuống Florida, bởi vì lý do an toàn, nhà cửa ở đây thì Bích cũng sợ là mọi người biết là mình không có mặt ở nhà. Thì tháng 1 thì Bích sẽ bắt đầu post những cái video mà Bích, hai vợ chồng Bích đi xuống Florida. Còn bây giờ thì Bích xin phép được kết thúc video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã tham gia bữa tiệc sinh nhật tuổi 40 của Jason cùng với cả vợ chồng Bích. Bích xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time, bye.